Tỉnh Fukushima được truyền thông nhắc đến rộng rãi trên toàn thế giới kể từ sau thảm họa kép động đất và sóng thần 8 năm trước. Thảm họa đã gây ra những thiệt hại nặng nề về người và của, nhưng qua mất mát này, người dân Nhật Bản nói chung và người dân Fukushima nói riêng lại càng khiến thế giới cảm phục. Ngay sau khi chính phủ Nhật Bản công bố Fukushima an toàn và sẵn sàng mở cửa đón du khách trở lại, Viettravel là đơn vị tiên phong chủ động phối hợp với các hãng hàng không, nghiên cứu, xây dựng và đưa vào khai thác cung đường Kim Cương, gồm các tỉnh Fukushima, Tochigi, Ibaraki và Tokyo. Qua đó triển khai thành công các chuyến bay thuê bao trực tiếp, charter mang gần 700 lượt khách đến Fukushima năm 2016-2017. Và đến nay, cung đường Kim Cương với điểm nhấn là Fukushima đã trở nên phổ biến với du khách Việt Nam bởi thiên nhiên hùng vĩ, những suối nước nóng, hoa anh đào, những cung đường đi bộ tuyệt đẹp cùng những danh thắng văn hóa lịch sử, công trình kiến trúc nổi tiếng. Các chuyến bay thuê bao nguyên chiếc của Viettravel tăng trưởng mạnh qua các năm. Cụ thể, năm 2018 đạt 3.004 khách, 19 chuyến. Năm 2019 đạt 3.195 khách, 20 chuyến. Và dự kiến năm 2020 tổ chức khoảng 20-23 chuyến với số khách khoảng 3.600-4.150 lượt khách. Bước đồng hành này đã giúp Viettravel giành giải công hiến đặc biệt tại giải thưởng Japan Best Incentive Travel Award 2019. Qua đó, thì công ty đã trở thành một trong những đối tác du lịch quan trọng của Nhật Bản tại khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á nói chung. Giải thưởng cống hiến đặc biệt lần này của Cục Du lịch Nhật Bản GNTO trao tặng cho Viettravel chúng tôi là có ý nghĩa rất là lớn về cái việc là công ty chúng tôi luôn luôn đi đầu trong cái việc là định hướng những cái tuyến sản phẩm đường bay ngách, có nghĩa là những cái nơi mà thành phố người ta rất là quan tâm phát triển du lịch nhưng mà chưa có chuyến bay thẳng. Mình sẽ tạo cái điều kiện thuận lợi để khách hàng có thể đi lại dễ dàng, tiết kiệm thời gian nhưng mà chi phí thì giảm đến 30%. Thị trường Nhật Bản là thế mạnh của Viettravel trong nhiều năm qua. Mỗi năm thì số lượng khách tham quan Nhật Bản qua dịch vụ của công ty tăng khoảng 30% và đạt hơn 15.300 lượt vào 10 tháng đầu năm 2019. Nhật Bản cũng là thị trường du lịch yêu thích và thu hút du khách Việt quay lại nhiều lần. Theo số liệu thống kê của cơ quan xúc tiến du lịch Nhật Bản JNTO, thì tổng số du khách Việt Nam đến Nhật Bản cũng giữ mức tăng gần 30% qua các năm và dự kiến đạt 1,5 triệu lượt vào năm 2020. Từ bé thì tôi nghe tiếng cái núi Phú Sĩ nên là cái hình ảnh núi Phú Sĩ nó động lại trong tôi. Cho tới khi mà tôi trở thành giáo viên thì tôi lại thích đến Nhật để mà nhìn tận mắt thấy cái núi Phú Sĩ có tuyết. Lần trước tôi đi một lần nhưng mà chỉ đặt chân đến một phần của nước Nhật thôi. Mà nước Nhật thì nó có rất là nhiều cảnh đẹp tùy theo mỗi một vùng. Nên là tôi rất là thích. Kỳ này thì tôi định là đi Hokkaido, cái nơi mà có nhiều tuyết. Dịp này, Viettravel cũng giới thiệu về Ngày hội Tư vấn Du lịch Viettravel Fair và Ngày hội Fukushima diễn ra tại nhà thi đấu Nguyễn Du. Đây là sự kiện mở đầu cho chương trình bán tour Tết của Viettravel và chủ đề Du xuân ngày Tết gắn kết yêu thương. Chương trình kéo dài từ mùng 9 tháng 11 năm 2019 đến ngày 16 tháng 2 năm 2020, dự kiến tung ra thị trường 130.000 chỗ phục vụ nhu cầu du lịch cao điểm mùa Tết của người dân cả nước. Riêng trong thời gian diễn ra Ngày hội Tư vấn Du lịch Viettravel Fair, công ty dành hàng ngàn tour ưu đãi giảm giá lên đến 49%, giảm giá trực tiếp 2,4 triệu đồng, quà tặng của các tổng cục du lịch Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, các tổ chức tài chính Sacombank, VPBank, JCB, VNPay và các đối tác đồng hành Aerie International Clinics, KOS, Rivia Seafoods, v.v. Do là có kế hoạch từ trước cho nên chúng tôi đã làm việc với các nhà cung cấp dịch vụ trong và ngoài nước để đảm bảo được cái giá tour trong cái mùa cao điểm Tết không quá khác biệt so với ngày thường cũng như là so với cùng kỳ. Và trên thực tế thì cái giá tour của năm nay thì so với cùng kỳ thì không hoàn toàn không tăng, thậm chí có những tour này có giảm hơn so với cùng kỳ. Theo công bố Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, người lao động sẽ được nghỉ đến 7 ngày là cơ hội để khách hàng có nhiều thời gian hơn tận hưởng những hành trình du xuân cùng gia đình. Với thị trường nội địa, các tour du xuân phương Bắc, cung đường di sản miền Trung, Côn Đảo, Phú Quốc hay về miền Tây ăn Tết miệt vườn, dự báo thu hút nhiều khách. Với thị trường nước ngoài, chương trình hành hương, lễ Phật đến Ấn Độ, Bhutan hay trùng tour Đông Bắc Á với Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan sẽ là những lựa chọn hàng đầu.